Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bom tấn quân trang thân yêu của Lý Thấm và Hoàng Cảnh Du được ví như hậu duệ mặt trời. Đây hứa hẹn sẽ là một bộ phim bom tấn không thể thua kém hậu duệ mặt trời của Hàn Quốc. Quân trang thân yêu được chuyển thể từ tiểu thuyết có tên Quân trang hà vòng chỉ nhu. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ tình cảm của chàng thiếu tá lạnh lùng có gia thế khủng, Lương Mục Trạch và cô quân y đáng yêu Hà Sơ. Nhiều người tưởng rằng Quân trang thân yêu là một bản remake của Hậu duệ mặt trời Hàn Quốc, nhưng thưa ra Quân trang thân yêu là một phiên bản độc lập, bởi trong Hậu duệ mặt trời của Hàn Quốc, nữ chính là bác sĩ, còn ở Quân trang thân yêu, nữ chính là quân y. Còn rất nhiều những chi tiết khác trong phim chứng minh Quân trang thân yêu không phải cái bóng của Hậu duệ mặt trời Hàn Quốc. Theo công bố của nhà sản xuất, Hoàng Cảnh Du vào vai Lương Mục Trạch, chàng thiếu tá tài giỏi, lạnh lùng, giá thể khủng, nữ chính Hà Sơ, cô quân y đáng yêu sẽ do Lý Thấm thủ vai. Cả hai đều là những diễn viên trẻ xuất sắc, được đánh giá cao về ngoại hình cũng như khả năng diễn xuất. Lý Thấm từng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình, tuy nhiên so với các bạn diễn cùng thời, tên tuổi của Lý Thấm chưa thực sự nổi bật. Mới đây, Lý Thấm mới tham gia diễn xuất trong phim Khánh Dư Niên, bộ phim nổi tiếng đã trở thành bom tấn dịp cuối năm. Trong Khánh Dư Niên, Lý Thấm đóng vai Lâm Uyển Nhi, phu nhân của Phạm Nhàn. Tuy nhiên, đất diễn của Lý Thấm chưa nhiều, chưa lột tả được hết tài năng của nữ diễn viên. Chính vì vậy, fan của Lý Thấm mong rằng, thông qua Quân trang thân yêu, nữ diễn viên sẽ có cơ hội bứt phá, được nhiều người biết đến hơn. Hoàng Cảnh Du là một gương mặt mới trong làng giải trí Hoa ngữ, nhưng lại được khá nhiều người biết đến. Nam diễn viên từng tạo ấn tượng với nhiều người hâm mộ thông qua vai diễn Cố Hải trong bộ phim Thường Ẩn. Với vẻ ngoài lạnh lùng, nam tính, Hoàng Cảnh Du được đánh giá là một gương mặt phù hợp với vai diễn Lương Mục Trạch. Những cảnh hành động chắc chắn sẽ giúp anh thể hiện được tài năng của mình và làm đốn tim người xem. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.